Với mong muốn không chỉ người dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà người dân các tỉnh thành lân cận cũng được tiếp cận các dịch vụ tiêm chủng vaccine an toàn, hiện đại với nguồn vaccine dồi dào và dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp. Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2018, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam đã khai trương Trung tâm Tiêm chủng VNVC thứ 5 tại địa chỉ số 22 đường Đoàn Văn Cự, khu phố 9, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lễ khai trương Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đồng Nai có sự hiện diện của ông Lê Văn Dành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Biên Hòa, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Tiến sĩ Đoàn Hữu Thiện, Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Y học Dự phòng Việt Nam, Cố vấn cấp cao Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Tại buổi lễ, lãnh đạo các sở ban ngành đánh giá cao những đóng góp của VNVC trong lĩnh vực y tế dự phòng, góp phần đưa vaccine đến gần hơn với người dân. Hôm nay đây là một cái trung tâm mà theo tôi nghĩ là được đánh giá là có một cái cơ sở rất là khang trang, một cái quy trình rất là chặt chẽ và được đội ngũ nhân viên đào tạo rất là bài bản như thế này sẽ giúp rất nhiều trong cái việc gọi là tiêm chủng cho tỉnh nhà của chúng tôi. Hệ thống tiêm chủng VNVC mở rộng thêm điểm mới tiêm mới tại Đồng Nai, thành phố Biên Hòa là góp phần được đáp ứng nhu cầu ngày càng người dân về chăm sóc sức khỏe, tạo gần dân hơn, người dân phải đến các thành phố lớn để tiêm chủng nữa, nó giảm cái chi phí cho việc đi lại và tiêm chủng ở thành phố lớn. Với diện tích 4.500 m², VNVC Biên Hòa Đồng Nai là trung tâm tiêm chủng lớn nhất cả nước với 50 phòng khám và phòng tiêm cùng các khu tiện ích cao cấp giúp người dân Đồng Nai và các tỉnh lân cận dễ dàng tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng vaccine an toàn, cao cấp cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh các chính sách ưu đãi về giá, VNVC còn là đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng mua gói vaccine trả góp không lãi suất, giúp chia sẻ gánh nặng tài chính với khách hàng. Nếu mà với người mà có thu nhập mà trung bình hoặc là hàng tháng mà lương thì khi lúc đóng một lúc thì có thể là nó sẽ khó khăn trong kinh tế, thì mình sẽ chọn cái gói trả góp đó để mà chia nhỏ số tiền ra phù hợp với lại thu nhập của mình hàng tháng thôi. Nhiều khi đưa cháu đi xa quá, tận trên Sài Gòn nữa, thế cho nên là đây là gần, như thế là rất là tốt, rất tiện lợi cho rất nhiều phụ huynh. Chị tiêm chủng cũng rất là nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh là nhiều. Thì chị thấy đây thì chăm sóc khách hàng rất là tốt, tiếp đón tận tình với lại hướng dẫn cũng rất là rõ ràng, không gian thì thoải mái, rất là dễ chịu khi đến đây. Chị cảm thấy cái tiêm chủng của mình đến nhiều hơn. Như vậy, với việc tuân thủ các tiêu chuẩn cao cấp của hệ thống tiêm chủng VNVC, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đồng Nai hứa hẹn sẽ là địa chỉ uy tín, mang lại sự hài lòng, an tâm cho khách hàng, cũng như đóng góp quan trọng vào sự phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng trên cả nước, góp phần đẩy lùi bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.